Hello, xin chào mọi người. Thì tối hôm nay anh em Phú là đi chích cá nha mọi người. Ồ, con lươn. Phải không? Ôi trời ơi. Ngồi đây nha mọi người. Thì mới vô thì anh em Phú đã bắt được một con lươn rất là to nha mọi người. Đây nè. Wow. Ủa, con lươn đã quá. Thì tối nay anh em Phú đi cập cái bờ sông này nha mọi người. Đây mọi người nhìn nè. Ở đây là một cái con sông rất là rộng nha. Phía ngoài đó là nó bèo á, nó nổi lên nên mình thấy vậy thôi nha. Chứ ở ngoài nó rất là sâu nha mọi người. Mình chỉ đi cập cập cái mé bờ này để chích mấy cái con cá nó dọc theo cái bờ này thôi nha. Đây nha, anh em Phú vừa bắt được thêm một con lươn nha mọi người. Đây. Đây nha mọi người, mình bắt được một con cá sặc nha. Thì cái con cá sặc này thì người ta hay làm cái khô nha mọi người, cái con khô cá sặc á. Đây, con cá sặc rất là bự nha. Con gì đụng giống ơi. Ở đây có một cái mương nha mọi người. Cái con cá gì nó chạy vô phía trong rồi nha. Ồ. Đây nha mọi người. Ui. Wow. Mình bắt được một con cá chê nha. Đây nè. Đây nha, cái con cá chê nó chạy vô trong này mình đã chích được rồi nha mọi người. Đây nè. Wow. Mọi người nhìn đi con cá chê nè. Con cá chê này rất là to nha mọi người. Đây nha, rồi vừa chích được một con lươn nữa nha mọi người. Đây. Tối nay thì bắt được con lươn to to không nha mọi người. Đây cái con lươn này thì nó cũng bự rồi nha. Đây mọi người nhìn này. Đây Phú sẽ bỏ vô cái túi mà Phú đeo trên người này nha. Đây nha mọi người, cái con này nó bay vô cái người mình nên mình vừa mới chụp được nha. Mình không biết cái con gì đây. Ồ, đây Phú vừa mới chụp được một cái con gì đây anh hai? Đây nè, con giạc hay con còi đây nè hả? Dện xám hả? Nó bay vô người em. Đây nha, Phú vừa mới bắt được một con dện xám hả anh hai?
Cái con này thì anh mình đang chích ở đằng đó nha, động cỏ cái nó bay tới mình là mình chụp được luôn nha mọi người. Đây nè. Đó. Rồi vô rồi, vô rồi. Đây nha, mình vừa bắt thêm được một con cá lóc nhỏ nha mọi người. Đây nha, mình vừa thấy một con rết nha mọi người. Đây nè, nó bò phía trước này nha. Đây nè. Đây. Đây nha, mình vừa thấy một con rết nha mọi người. Đây đó, nó ù nó chạy được kìa. Đi đêm này rất là nguy hiểm nha. Tại rắn rết đồ bữa đêm thì nó nguy hiểm. Nó chạy mất tiêu rồi. Chạy nhanh ghê ta. Chết chưa? Chết chưa? Cái gì anh này? Chê. Wow. Trời đây nha mọi người. Wow, trời cái con cá chê nè. Chạy lên nữa được. Chạy lên nữa hả? Đến hai bé, bé hai bé ngạnh giùm em đi. Nè. Đây nha, mình vừa mới bẻ ngạnh của cái con cá chê này nha mọi người. Tại vì mình đeo cái vỏ ở trong người á, nếu mà mình không bẻ cái ngạnh này nó đâm vô người rất là nhức nha. Nè, mình đã bẻ cái ngạnh rồi, giờ thì mình sẽ bỏ vô trong túi nha. Một con cá rô đồng nha mọi người. Mọi người nhìn cái con cá rô đồng này. Cá rô đồng ở dưới này nó rất là to nha. Nó chạy qua kia. Đó, chết 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 chết. Chết chưa? Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Chết rồi, ngay cái chĩa đó. Chĩa luôn em chết. Đó đó đó. Mấy hả? Đó ngay chĩa luôn, không gặp luôn một kỳ á. Chết chưa? Không mấy luôn hả? Đó, có gì trắng trắng đó hình hay. Cá chê hả? Kỳ cái bút cá bự lắm Phú ơi. Không chết ngay chĩa luôn mà kỳ vậy. Cha không chắc nó ra quá. Ôi chết rồi Phú ơi. Chết gì? Con gì vậy? Nha. Ồ. Ồ. Ồ đây nha mọi người. Đây nha. Wow. Anh em mình vừa bắt được một con cá lóc nha mọi người. Đây. Wow. Đây thì anh em mình tắp cái mương nước này thì bắt thêm được một con cá lóc nữa nha mọi người. Đây nè. Hết sức đã luôn. Ủa con nhỏ gì? Bằng mấy con ếch bữa rồi. Đây nha. Anh em mình chích được một con ếch nữa nha mọi người. Rồi rồi thấy rồi. Đây nha, bắt thêm được một con lươn nữa nha mọi người. Đây. Wow. Dưới này cá với lại lươn với lại ếch đồ rất là nhiều nha mọi người. Ở ngoài này là sông lớn nha. Sông lớn nên nó cá lươn rồi nó theo mấy cái bờ này nó vô đây nha. Anh em mình đi chích.
Ủa nó còn, nó còn sống anh ấy, còn sống. Nha. Hồi nãy giờ mình bắt phải được hơn 1 ký lươn rồi nha. Đây nè. Lươn tầm tầm này là cũng to rồi nha mọi người. Ui, nó còn sống trời. Nó còn sống. Nó tỉnh lại rồi nha mọi người. Mình chích điện nó chỉ xỉu thôi nha. Mình chích điện nó chỉ xỉu thôi chứ nó không có chết nha mọi người. Nên một chút là nó sẽ tỉnh lại thôi. Chết rồi nha mọi người. Đây một con lươn nữa nha. Đây đây, rồi rồi. Wow. Yeah. Đây. Ở phía dưới dưới đó có một con nữa nha. Đây mình đang cầm cái con này nha. Mình bỏ cái con này vô túi thì mình bắt cái con đó nha. Đây nha mọi người. Đây. Bắt luôn cái con này. Thì Phú đã về tới nhà rồi nha mọi người. Thì tối hôm nay cũng là một cái ngày mà anh em Phú đi được rất nhiều cá nha. Đây mọi người thấy cái con cá chê không? Đây đây mình bắt được một cái con cá chê trắng rất là bự nha. Đây, đây một con nữa nè. Đây mọi người nhìn cái con lươn này nè. Cực kỳ là đã luôn. Ở cái đoạn này là lươn đồng rất là nhiều nha mọi người. Đây mọi người thấy lươn không? Đây lươn rất là nhiều nha. Với lại ở trong một cái đường nước đó thì anh em Phú bắt được một con cá lóc cũng khá là to nè. Với lại một con ếch nha. Còn đây là cái con diện xám mà hồi nãy lúc mà Phú chụp được nha mọi người. Đây, Phú bỏ nó vô cái bọc thì nó hết bay được rồi nha. Đây, Phú bỏ vô cái bọc, Phú cột lại nè. Đây nha. Thì cái clip đi soi cá bữa đêm nay của Phú cũng xin được tạm dừng tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái clip của Phú nha. Phú xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha.